Thưa quý vị, từ xa xưa ngói được xem là vật liệu xây dựng phổ biến. Theo sự phát triển của xã hội cũng như là sự sáng tạo của nhiều nhà nghiên cứu vật liệu xây dựng, ngày nay các sản phẩm ngói màu có nhiều hình dáng và màu sắc phù hợp với từng công trình kiến trúc. Bên cạnh ngói màu truyền thống thì ngói màu hiện đại trở nên thu hút và thông dụng hơn bởi những ưu điểm mà nó mang lại. Ngoài ra thì với việc sử dụng các cái sản phẩm ngói màu hiện đại cũng tăng thêm tính thẩm mỹ và sang trọng cho ngôi nhà. Và để bàn luận về vấn đề ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi đã mời đến một vị khách vô cùng đặc biệt. Và vị khách đó là ai thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhau xem một video ngắn ngay sau đây. Với mong muốn mang đến những dòng sản phẩm ngói màu hiện đại, đảm bảo chất lượng, ông Lâm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bình Minh cùng các cộng sự của mình đã từng bước xây dựng và phát triển để sản xuất ngói màu hiện đại Fujiko đến tay người tiêu dùng trên cả nước. Ông quan niệm các sản phẩm ngói màu của mình khi đưa đến tay người tiêu dùng luôn là những sản phẩm mang lại chất lượng tốt nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ông Lâm Tuấn Anh là một trong những doanh nhân thành đạt được vinh danh. Vâng, thưa quý vị, và khách mời mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay đã xuất hiện trong chương trình, đó là anh Tuấn Anh. Cảm ơn anh Tuấn Anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Ngọc Huyền, xin chào quý vị khán giả. Thưa anh Tuấn Anh, chúng ta có thể thấy là gần vào dịp cuối năm thì ngành vật liệu xây dựng thì trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và đối với các cái sản phẩm ngói màu hiện đại và truyền thống thì đang có sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Vậy thì theo anh, với cương vị là tổng giám đốc của một cái công ty sản xuất ngói màu hiện đại với quy mô lớn thì anh đánh giá như thế nào về vấn đề này? Cái vấn đề mà tốc độ đô thị hóa của về xây dựng của trong nước mình hiện tại rất đang lớn mạnh thì đồng nghĩa với cái nhu cầu sử dụng đến cái nguồn vật liệu rất lớn. Thì trong cái nguồn vật liệu xây dựng thì nó rất là đa dạng, đó là ngói xi măng màu. Ngói xi măng màu thì nó đem đến cho cái kiến trúc của ngôi nhà một không gian rất là hiện đại, vẻ đẹp thì hoàn mỹ. Cái thứ nhất là nó về màu sắc phù hợp với cái màu sắc của gia chủ. Việc ta sử dụng cái dòng ngói truyền thống thì nó có một cái vấn đề là sử dụng đến cái nguồn đất sét. Đấy, nguồn đất sét thì ta phải phá hủy cái môi trường nông nghiệp của người dân, làm cho cái diện tích canh tác của người dân thu hẹp lại. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là khi mà sử dụng đến cái ngói truyền thống ấy thì ta phải sử dụng đến một cái nguồn than rất lớn để tan lung. Khi tan lung lên ấy thì nó lại thải ra một cái lượng khí CO2 rất là mạnh. Đấy, nó sẽ tạo cho cái hiệu ứng nhà kính, rồi thời tiết biến đổi khí hậu, rất nhiều cái độc hại cho môi trường. Đấy, nên là chính vì vậy mà chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để đưa cái dòng ngói màu vào Việt Nam cho nó gọi là đa dạng. Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Anh thì chúng ta có thể thấy là ngói màu truyền thống thì đang bộc lộ rất là nhiều khuyết điểm, đặc biệt là đối với vấn đề về thiên nhiên và môi trường. Vậy thì không biết là hiện nay thì đối với ngói màu hiện đại thì nó đang có những ưu điểm gì mà khiến cho người tiêu dùng thì lựa chọn nhiều hơn? Về ưu điểm của ngói màu hiện đại thì một là cái tính thẩm mỹ cao, độ bền cơ học tốt, phù hợp với cái kiến trúc không gian hiện đại của giới trẻ như bây giờ. Người ta tìm những không gian nhà nó thoáng mát, xanh sạch. Cái thứ hai nữa là màu sắc. Đặc biệt bây giờ cái kiến trúc phong thủy nó đang ngấm vào người dân. Người dân thì thích cái phong thủy. Ví dụ như anh mạng hỏa thì anh dùng màu đỏ hoặc màu xanh. Đấy, hoặc là bạn mạng mộc thì bạn sử dụng những cái màu nào cho nó tươi mát cái ngôi nhà. Đấy là một cái ưu điểm. Cái thứ hai nữa là khi mà ta cái mái nhà, khi ta lợp cái ngói xi măng màu ở lên đó là cái độ bền của nó trên 50 năm. Nó khác với ngói truyền thống. Ngói truyền thống thì anh chỉ được hơn chục năm thôi. Hơn chục năm thì qua cái yếu tố thời tiết, axit nó sẽ ngấm vào. Ngấm vào thì nó sẽ hoàn tính. Hoàn tính nó sinh ra rêu mốc. Mà rêu mốc rồi thì cái mái nhà người ta không thể làm mới được. Qua chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Anh thì Ngọc Huyền thấy là đối với ngói xi măng màu đang bộc lộ rất là nhiều ưu điểm. Và Ngọc Huyền tin chắc là đó là những cái yếu tố mà khiến cho khách hàng ngày càng tin tưởng vào loại ngói này. Và không biết đối với anh là cương vị là tổng giám đốc của công ty sản xuất và thương mại Bình Minh với thương hiệu ngói Fujiko, thì không biết là đối với thương hiệu này thì làm như thế nào đã khẳng định được cái sự tin tưởng của mình đối với khách hàng? Bởi vì cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi tiền thân là một doanh nghiệp lắp đặt và chuyển giao công nghệ về ngói xi măng màu trên toàn quốc. Thì các sản phẩm của tôi đã được gửi sang bên Viện Vật liệu Xây dựng, và bên Viện Vật liệu Xây dựng đã phân tích và đánh giá và cấp cho chúng tôi một cái hợp chuẩn về ngói màu Fujiko. Là hợp chuẩn của chúng tôi là 1453-1986. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, để giúp quý vị khán giả có thể hiểu hơn về ngói màu Fujiko thì xin mời quý vị khán giả cùng anh Tuấn Anh chúng ta hãy cùng nhau xem một video ngắn ngay sau đây.
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh là một trong những đơn vị mang đến các dòng sản phẩm gói màu cao cấp mang thương hiệu gói màu Fujiko. Được thành lập từ năm 2012, tiền thân là doanh nghiệp lắp đặt dây chuyền ép ngói xi măng màu. Năm 2015, công ty chính thức lắp đặt dây chuyền máy ép ngói phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước. Hiện nay, với diện tích 10.000 m nhà xưởng, quy mô sản xuất 2 triệu viên ngói một năm, công ty đã đưa ra thị trường 5 triệu viên ngói các loại, tương đương 550.000 m2, chiếm 40% thị phần lắp đặt máy ngói miền Bắc. Bên cạnh đó, sản phẩm có chế độ bảo hành 12 tháng và thời gian giao hàng nhanh chóng. Sản phẩm ngói màu Fujiko có độ bền cơ học cao, không bám dây móc và nhẹ hơn 20 lần so với các loại ngói truyền thống. Với sứ mệnh tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, mang lợi ích đến cho mọi người, hiện nay sản phẩm ngói màu Fujiko của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh đã và đang mang đến mái ngói hoàn hảo cho từng ngôi nhà Việt. Thưa anh Tuấn Anh, chúng ta có thể thấy là vào thời điểm cuối năm thì nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thì ngày càng tăng. Và không biết là đối với thương hiệu Fujiko thì đang có cái chính sách hỗ trợ đối với khách hàng như thế nào? Thì nhận thấy cái thị hiếu của người dân hiện tại là kiến trúc của ngôi nhà đang cần sử dụng đến cái không gian của cái mái nó đẹp hơn. Thì năm 2016 chúng tôi bắt đầu đi vào sản xuất cái ngói màu Fujiko. Chúng tôi xây dựng 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là chất lượng, màu sắc, mẫu mã phải hơn hẳn các bạn đồng hành cùng với chúng tôi. Tức là các cái doanh nghiệp đang đồng hành cùng với chúng tôi. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là cái thời gian giao hàng. Chúng tôi là phải nhanh hơn các đơn vị đang đồng hành. Cái thứ ba nữa là cái chế độ bảo hành. Cái chế độ bảo hành của chúng tôi hiện tại bây giờ được khách hàng đánh giá là rất tốt. Và chúng tôi chỉ phản hồi trong vòng 24 tiếng mà tối đa là 48 tiếng là chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật. Ví dụ về màu sắc nó bị lệch màu hoặc là sản phẩm bị thấm rột là chúng tôi phải lên đấy nghiên cứu xem là lý do đâu. Có thể là do sản phẩm của mình bị lỗi chăng hoặc là do người dân họ khi mà thợ thi công ấy là có hai cái trường hợp là hàn kèo nó bị lệch, bị cong, bị vênh, sẽ tạo ra cái viên ngói nó bị thấm rột, rồi thì màu sắc nó bị bay màu, lệch màu là do mình nhập nguyên liệu đầu vào mình kiểm tra không sát sao. Đấy là về cái chế độ bảo hành của chúng tôi hiện tại là được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Tới đây khoảng tầm trong vòng nửa tháng nữa là chúng tôi lại ra một mẫu mã mới. Tôi đều có hai dòng sản phẩm, một là cái dòng sản phẩm ngói là sóng chung và một dòng sản phẩm nữa là sóng phẳng. Chúng tôi cũng có một đội ngũ đến tư vấn rồi giám sát, kể cả là giới thiệu các đơn vị thi công tốt nhất cho người dân. Đấy là những cái ưu điểm của công ty sản xuất ngói màu Fujiko chúng tôi. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Anh. Và Ngọc Huyền tin chắc rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều quý vị khán giả tìm được cho mình thêm một cái thương hiệu ngói màu vừa chất lượng này, vừa đẹp để trang hoàng cho không gian nhà cửa của mình trở nên đẹp hơn để đón Tết. Xin chân thành cảm ơn MC Ngọc Huyền, cảm ơn quý vị khán giả. Ngói màu cao cấp Fujiko là một trong những sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh với những ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm ngói truyền thống. Sản phẩm ngói màu Fujiko ngày càng chiếm được lòng tin của mọi người. Đến nay, với nhiều năm xây dựng và khẳng định vị thế của mình trên thị trường, ngói màu Fujiko chính là một trong những lựa chọn chính xác cho mái nhà Việt. Tôi lựa chọn cái sản phẩm ngói màu Fujiko là nó phù hợp với kiến trúc của ngôi nhà. Ngói Fujiko thì cái kiểu mẫu là đa dạng, màu sắc thì phong phú, dịch vụ bảo hành thì dài hạn, chất lượng tốt và không có rêu mốc, độ bền cơ học cao và giá cả thì nó cũng rất là phù hợp. Được sản xuất tự động theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, quy trình sơn hấp của ngói Fujiko đảm bảo độ bền màu và sử dụng lâu dài. Ngoài ra, sản phẩm cũng thu hút khách hàng bởi những ưu điểm vượt trội như triệt tiêu tiếng ồn, giải nhiệt tốt khi trời nắng, không thấm ẩm như ngói đất truyền thống và ngăn ngừa bụi bám. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và được sơn, sấy, hấp trong một quy trình khép kín. Với nhiều màu sắc đa dạng của acrylic chuyên dụng cho ngói và các loại tấm lợp ngoài trời, ngói màu Fujiko phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên sáng tạo và chuyên nghiệp, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh ngày càng được nâng cao và cải tiến để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Hiện nay, khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm ngói màu Fujiko tại các chi nhánh và đại lý trên toàn quốc. Thưa quý vị, hy vọng là với những thông tin vừa rồi đã góp phần giúp cho quý vị có thêm một lựa chọn với sản phẩm ngói màu phù hợp với nhu cầu của chính mình.